đây hai gốc màu tím sen này mình cũng bán với giá là 120.000 đồng một cây. Xoay một vòng cái bông, mình nhìn cái thân rất là ok luôn, gốc lớn hơn ngón tay cái. Buổi chiều ngược nắng về hướng đó chiếu lại cho nên cái màu, chất lượng màu nó hơi bị nhòe. Gốc kế bên đây cũng 120.000 đồng một cây. Cái thân một cốt nha các bạn, do mình chưa tỉa cành đó, thì sẽ thấy nó thoát thân lên. Cây này đang ra từ đọt non, lá xanh tươi, đang ra đọt non so với cây ở bên phải này. Mình đọt bên đây già. Đây, cái tháp cao lên. Hàng này của mình là mình bao thân một cốt màu tím sen. Màu hồng phấn thì mình có cái lô cây thấp thấp hơn, nhưng mà cái ngón nó cũng bằng ngón tay cái. Rồi, mình vừa quay sơ lược các cây bông trang màu tím sen một cốt, giới thiệu đến cho các bạn xem. Bạn nào chọn mua cây bông trang màu tím sen một cốt, thân cao từ 4 đến 5 gang tay, là cỡ 6-7 tấc, với giá là từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một cây, thì hãy comment bên dưới giúp mình, mình sẽ liên lạc lại để tư vấn cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.